từ đã nhá. Xin thưa với các bạn, vào 23:30 tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có một trận cầu với đội tuyển Indonesia. Chúng tôi tổ chức một cái buổi ăn mừng sớm để chúc mừng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trong trận cầu này. Chờ mọi người vào đã chứ? Chưa, chờ mọi người vào đã để con cùng ly chúc mừng chứ. Chứ chi đã ăn thế này các anh này, nhanh nhẩu thật. Nào, con ai thì lên đi. Không có tao. Nào, người lớn người bé vào ngồi để mà chúc mừng Việt Nam nào. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam nào. Còn ai nữa? Phải rót mỗi người một chén, mỗi người đủ một chén để cùng ly. Ông chỉ cần chén nhỏ thôi được, không có cốc thì ông chỉ cần chén nhỏ thôi được. Ông chưa có được. Đâu, nhưng mà ông chưa có cốc. Con lấy đâu? Con ở không hậu cần hơn. Không, tất cả phải ngồi liên hoan, không có hậu cần hậu kiếp gì cả. Ngồi để cùng ly chúc mừng đội tuyển Việt Nam cả. Thôi được, cứ ăn dần được. À, hay là bọn mình mặc đồng phục để mà cổ vũ cho nó hoành tráng. Ờ, hay quá. Gì? Thôi à? Tưởng là tất cả mặc đồng phục. Không việc gì, không phải đạo diễn. Nào, cô ông đây. Trong xin. Đâu, thế cái tóc của cậu đâu? Ngồi xuống đâu hả? Thôi, còn ai không muốn lên hình thì thôi mặc kệ. Nào, đâu cái của chị này đâu? Chị này chưa có à? Chị cả như mình đâu? Chị cả đâu? Đức. Đức. Cho chị cả. Chị cả này cốc chứ. Chị cả riêng, còn riêng cơ. Tại vì tưởng có ai người lấy, không lấy. Ai bọn chị có. Mỗi người một ít để cùng ly chúc mừng đội tuyển Việt Nam nào. Lâu quá. Này, các bác ấy xem, các bác ấy cười cho chết. Em đi uống sắp hết rồi. Không thích của ông. Không thích của ông. Không phải của nhà mình đâu, xong đang luôn lên YouTube ấy. Thôi được rồi, không đăng. Nào, tất cả cùng ly nào. Đâu, anh Kiên đâu? Kiên ơi. Kiên đâu? Cốc của Kiên đâu? Kiên lấy cốc, Kiên lấy cốc. Ôi dồi, lâu quá. Kiên, lấy cốc. Thì cậu chết thêm, chết thêm. Đó, chưa cùng ly đã uống rồi. Chưa được. Từ từ. Lấy một cốc nữa đã. Đâu có anh Kiên đâu. Nào, anh Kiên. Tất cả nâng cốc nào. Nâng cốc cùng ly. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng. Tất cả phải hô chúc mừng chị. Nào, ông cùng lý lại này. Nào, tất cả cùng lý này. Chúc mừng đội tuyển bóng đá Việt Nam chiến thắng. Chúc mừng. Ngon. Nào, bây giờ từng người dự đoán xem là Việt Nam, đội tuyển bóng đá Việt Nam tối nay chiến thắng bao nhiêu? 2-0. 2-0. 2-0. Bao nhiêu? 2-0. Đức dự đoán bao nhiêu? Con 2-0. 2-0. Vâng. Con 2-1. Kiên dự đoán bao nhiêu? 3-1 phòng. Ai mà đoán đúng sẽ được thưởng. Con nhớ sai. Cả nhau. Sai thì không thế nào. Con dự đoán 2-1. 2-1 phòng. Con giống của mình. Dự đoán hết đi, thế nào được thưởng được chơi nhau. Được rồi. Yến dự đoán. Ông cũng dự đoán 3-1.
Việt Nam chiến thắng. Cùng cái nữa, cùng cái nữa, cùng cái nữa để mừng Việt Nam, để mà kết thúc clip này, không thì các bác cũng cười cho clip dài quá rồi. Nào, nào, tất cả cùng ly, Việt Nam chiến thắng. À, ngon quá. Đây là cái gì thế này? Đây là xúc xích rán. Cái món này ăn sau cùng đúng không? Xoài ăn sau cùng. Cái này, này ăn giòn. Nhưng mà ăn cái đồ chiên này nhiều không tốt đâu. Gớm như tầm ăn dội. Các bạn đã xem, các bác ấy xem, các bác ấy cười chết. Uống đi, uống đã đi, uống tới đi. Đây là trong gia đình cho nên là không vi phạm cái giãn cách. Trong gia đình chúng tôi tất cả vẫn ở chung một nhà và rất hạn chế đi ra ngoài. Không. Mọi người đáng sợ tôi đăng clip này lên. Nhưng mà có lẽ xin phép các bạn chúng tôi cứ đưa lên thôi. Để chúc mừng đội tuyển Việt Nam ạ. Một cái bàn tiệc rất đảm bảo như thế này. Xin phép được chia sẻ với các bạn. Để chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam chúng ta 23:30 tối nay sẽ giành chiến thắng vang dội trước đội tuyển Indonesia. Vâng, xin đính chính lại là 23:45. 23:45 tối nay tất cả mọi người vẫn đang can tôi là không được đăng ạ, nhưng mà tôi cứ đăng thôi. Thế còn có cái gì nó không phải thì cũng mong các bạn xá cho. Xin cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian, đã hạ cố ghé sang. Thân ái kính chào các bạn và chúng ta hẹn gặp nhau vào lúc 2:23:45 tối nay ạ. Thân ái kính chào các bạn.